chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog của chị Hiên. Và ngày hôm nay, ở trong phần video clip này, chị sẽ chia sẻ với các bạn về một cái câu chuyện rất là khủng khiếp mà chị đã gặp phải khi mà chị bắt đầu chập chững lên đại học. Chị tin rằng đây cũng sẽ là một cái câu chuyện chắc chắn là sẽ rất là cuốn hút và sẽ giúp cho các em nhận ra được rất là nhiều thứ ở đây đấy. Thế nên là hãy theo dõi đến cuối cùng vlog ngày hôm nay các bạn nhé. Lúc đó thì chị bắt đầu chập chững bước vào đại học. Và chị lên đại học được chừng khoảng 4-5 tháng gì đó. Thì chị vẫn còn nhớ là hồi lớp 12, sau khi mà được giải nhất tỉnh môn văn, thì chị đã có một cái khoản tiền gọi là được thưởng. Đó là cái phần thưởng cho những cái công sức, cho sự cố gắng của mình. Và chị đã dùng cái số tiền đó để mua một chiếc smartphone. Và chị vẫn còn nhớ là cái số tiền của chị ấy là 2.750.000 để phải. Và vào cái thời điểm đấy là chị mua được một cái chiếc điện thoại Nokia Lumia 725 hay là 520 gì đấy, 520 thì phải, màu vàng. Chị cảm thấy rất là hạnh phúc với món quà này, bởi vì đó là cái chiếc điện thoại Nokia Lumia, là một cái chiếc điện thoại cảm ứng đầu tiên mà chị sở hữu. Và chị đã rất là hạnh phúc về điều đó, đồng nghĩa với việc là khi mà chị lên đại học thì chị sẽ không cần phải mua điện thoại nữa, mà chị hoàn toàn có thể sử dụng chiếc điện thoại đó. Và chị đã sử dụng nó được khoảng chừng 6 tháng thì nó đã chính thức rời xa chị. Trong một cái lần mà chị đi xe buýt từ trường của chị là điểm học viện báo chí tuyên truyền về đến trường thương mại, thì bởi vì là chị trọ thì gần trường thương mại, thì chị đã rất là hoảng hốt, bởi vì thấy ba lô của mình đã bị kéo ra một chút. Và lúc đó thì chị vẫn bàng quan nghĩ rằng là không có chuyện gì cả, không có chuyện gì đâu, chỉ là có thể mình quên điện thoại ở nhà thôi, bởi vì chị tìm mãi mà không thấy điện thoại của mình đâu hết. Thì khi mà về đến nhà, chị tìm gọi là rất là vô vọng, cũng không tìm thấy chiếc điện thoại của mình đâu. Và chị đã mượn điện thoại của bạn chị để chị gọi vào số đó. Thì lần đầu tiên là máy bận, và lần thứ hai là thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Và đó là cái câu chuyện khủng khiếp đầu tiên mà chị đã gặp phải. Chị đã bị móc mất điện thoại khi mà chị đi xe buýt. Các bạn ơi, đây là một điều mà chị cực kỳ muốn cảnh báo cho các bạn. Nếu như mà các bạn chuẩn bị lên đại học, hoặc là các bạn đang học đại học mà thường xuyên phải di chuyển bằng phương tiện xe buýt, thực sự rất đáng sợ. Các em có biết cái cảm giác đầu tiên của chị khi mà mình mất một cái số tài sản rất là lớn như vậy, nó khủng khiếp đến khi nào, như thế nào không? Chị đã khóc. Kể cả các bạn cho rằng là chị yếu đuối cũng được, nhưng mà chị đã khóc đấy. Tại vì là đấy là đối với chị, đấy là cái tài sản lớn nhất lúc đó mà chị có. Và chị đã cảm thấy rất là thất vọng về chính bản thân mình, rằng là tại sao mình lại không cẩn thận để mà bị mất điện thoại một cách chóng vánh như thế. Thực sự là những cái kẻ mà ăn cắp ở trên xe buýt, họ tiến hành công việc của họ rất là nhanh, và chỉ trong chừng 1-2 phút hoặc 30 giây thôi là chiếc điện thoại của bạn đã rời khỏi túi của bạn và chuyển sang một cái nơi khác rồi. Và chị cảm thấy lúc đó chị cảm thấy rất là hoảng loạn luôn ấy, tại vì mình bị mất một cái số tài sản lớn, nên là mình cảm thấy đối với bản thân mình đó là một cái số tài sản lớn nhá, một cái vật cần thiết nhá, và mình cảm thấy rất là hoảng loạn. Chị đã khóc, và bạn bè, mặc dù là bạn bè ở bên cạnh thì an ủi, nhưng mà mình cũng không thể nguôi ngoai được. Và sau đó khi mà bình tĩnh lại thì chị không mượn điện thoại của bạn để gọi về cho mẹ luôn, mà chị đã mua một cái điện thoại đen trắng. Chị đã mua một cái điện thoại đen trắng, lúc đấy là tầm 200-300 nghìn gì đấy, hay là hình như 400-500 nghìn, chị cũng không nhớ, 200-300 nghìn. Sau đó thì chị đã mua một cái sim rác ấy. Đấy, chị lắp vào cái điện thoại đó và chị bình thản chị gọi về cho mẹ. Và chị nói rằng là: mẹ ơi, con đã bị mất điện thoại rồi, và bây giờ đây là cái số liên lạc mới của con. Mẹ hãy gọi cho con bằng cái số này, còn khi nào con về thì con sẽ đi làm lại sim. Nhưng mà có một cái điều mà chị cảm thấy rất là hạnh phúc là khi mà bản thân chị làm sai một cái gì đấy thì bố mẹ chị lại không hề trách mắng, mà bố mẹ chị chỉ trấn an chị thôi. Bố mẹ chị nói với chị rằng là: thôi, mất rồi thì thôi, coi như của đi thay người, không sao đâu con ạ. Khiến cho bản thân của mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn, bởi vì là thật sự là cảm giác thanh thản hơn đấy, là vì mình không cảm thấy áy náy nữa, mình hãy coi như đó là của đi thay người thôi. Thì chị cũng muốn nói thẳng luôn với các bạn một điều là
Nếu như mà các em nghĩ là các bạn tự giải quyết được ấy, nhưng mà chị nghĩ là trong một cái hoàn cảnh như vậy thì các em sẽ rất là khó để giải quyết. Thì cái điều đầu tiên mà các bạn cần làm là phải bình tĩnh lại, được không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ tìm cách để tháo gỡ. Thì đấy là cái lần đầu tiên chị bị mất điện thoại. Sau đó chị dùng đen trắng khoảng 2-3 tháng sau thì mẹ chị đã mua cho chị một cái điện thoại khác, là điện thoại Samsung Galaxy gì nhỉ? Samsung Galaxy S, S hay sao ấy? Samsung Galaxy. Thì lúc đó chị lại tiếp tục dùng, và thêm một lần nữa chị lại bị móc mất điện thoại trong cái trạng xe buýt số 13, là cái trạng xe buýt mà chị đi từ Hoàng Quốc Việt về Hồ Tùng Mậu. Trời ơi, các em biết không, lúc đó là chị đang đi làm thêm rồi, lúc đó chị đã có một cái công việc làm thêm rồi. Thì bản thân chị cũng cảm thấy rất là hoảng sợ. Nhưng mà cái lần này thì chị đã bình tĩnh hơn rồi, vì chị biết chắc là đã mất rồi, chứ không phải là chị để quên ở đâu cả, mà biết chắc là đã mất rồi. Và lần đó thì chị đã không nói cho bố mẹ của chị biết, tại vì lúc đó chị đi làm thêm, chị cũng có tiền rồi ấy. Thế là chị đã mua một cái điện thoại giống y hệt, chỉ với cái mục đích là không muốn bố mẹ mình phải phiền lòng mình thôi. Sau này mãi đến khi mà chị ra trường rồi, chị lập gia đình, chị ra trường rồi, chị có gia đình riêng rồi, như ở thời điểm hiện tại, thì vừa mới đây chị mới công bố cho bố mẹ chị là ngày xưa đúng là chị đã từng mất điện thoại thêm một lần nữa. Nhưng mà chị đã mua lại một cái y hệt như vậy và bố mẹ chị không hề biết. Thực sự là như thế. Sau đó thì lần đó thì chị cảm thấy là mình vững vàng hơn ấy. Bởi vì mình đón nhận cái chuyện đấy, mình đã từng đón nhận cái chuyện đấy rồi thì mình vững vàng hơn. Cũng có một cái lần khác mà chị rất là khủng hoảng, đó là chị bị móc mất ví. Chị bị móc mất ví khi mà chị đi xe buýt từ Long Biên về đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Sân vận động quốc gia chính xác là tuyến xe 50 thì phải, nếu mà chị nhớ không nhầm, 50 hay là 26, chị cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng mà chị đã bị móc mất ví, và đó là lúc mà chị vừa nghỉ Tết lên, bố mẹ chị vừa mới cho chị lúc đấy là 1.800.000 ở trong ví, cùng với chứng minh thư, cùng với bảo hiểm y tế, rất là nhiều những thứ khác ở trong ví. Và chị đã bị móc mất. Lúc đó cái cảm giác cũng rất là hoảng loạn và rất là lo sợ. Nhưng mà lần nào thì cái động thái của chị cũng là chị bình tĩnh lại đã, sau đó chị mới gọi về cho bố mẹ của chị. Và thực sự là chị không biết nói như thế nào ấy, chị chỉ cảm thấy là bản thân mình là một người rất là bất cẩn và rất là hậu động. Nhưng mà sau này khi mà bình tâm nghĩ lại tất cả mọi chuyện thì chị cảm thấy mình là người rất là mạnh mẽ đối với khi mình đối diện với những cái chuyện như vậy. Các em có tin không? Có một lần mà chị kể cho các em một cái câu chuyện như thế này. Đợt đấy thì chị đã dùng, chị chuyển sang dùng iPhone 6S. Và đối với chị thì cái điện thoại iPhone 6S đấy là một cái chiếc điện thoại rất là quý giá. Thì hôm đấy chị có mặc một cái áo, mặc cái áo gió The North Face màu vàng. Thì là cái túi áo ấy, áo gió thì nó sẽ có kéo khóa lên đúng không? Thì chị nhét điện thoại ở đấy và tai nghe của chị ở đấy. Thì chị vừa rời khỏi cái chuyến 204 là từ Bắc Ninh lên Hà Nội xong, thì chị đang đợi xe 55 để chị đi từ 55 về đến Cầu Giấy. Đó. Thì khi mà chị vừa bước xuống 204 một cái thì bắt đầu là có một người đến, có một người đến cứ nói với chị là: "Cháu ơi, cháu có đi xe hôm không?" Hai người: "Cháu ơi, cháu có đi xe hôm không?" Sao rồi cứ túm áo chị như thế này. Và chị lúc đấy thì chị đã là sinh viên năm ba rồi, chị cứng cáp hơn rất là nhiều rồi, và chị không sợ cái điều đấy nữa. Chị bảo là: "Cháu không đi đâu chú ạ, cháu không đi." Người ta vẫn tiếp tục lôi áo chị như thế này, người ta cứ lôi như này, người ta bảo: "Đi ra đây chú chở đi, cháu đi đâu, có đi không các thứ", hỏi liên tục và dồn dập như vậy. Và chị đã giằng ra và chị nói là: "Cháu không đi, chú đừng có mà cả nữa, cháu có bảo là cháu không đi, bây giờ cháu đang đợi xe buýt rồi." Thì chị mới vô tình phát hiện là khi mà hai người đó đi rồi thì bên cạnh chị không biết từ bao giờ đã có một người đàn bà đang chuẩn bị kéo cái dây, tức là kéo cái khóa của chị xuống để cố gắng lấy cái điện thoại iPhone 6S ở trong cái túi áo The North Face đấy của chị. May sao là hôm đó chị lại kéo khóa lên. Theo cái phản xạ tự nhiên là chị cũng cẩn thận, chị kéo cái khóa áo lên. Nếu như mà hôm đó mà chị không cẩn thận mà chị không kéo cái khóa áo này lên thì chắc là cái điện thoại đó đã rơi vào tay người đàn bà đó rồi. Sau đó thì người đàn bà đấy còn nói một câu là, tức là chửi một câu chửi thề gì đấy và nói rằng là: "Đến miệng rồi mà còn không ăn được." Tức là đã chặn được vào cái điện thoại của chị rồi mà không lấy được. Thì thực sự là lúc đấy chị cảm thấy là rất là mất niềm tin vào cuộc sống, thật sự luôn, vừa hoảng sợ,
hơi một chút hoảng sợ và rất là mất niềm tin vào cuộc sống. Người ta có những cái thủ đoạn rất là kinh khủng em ạ. Đặc biệt là ở những cái bến xe phức tạp như là bến xe Long Biên này, bến xe Mỹ Đình này, những cái bến xe lớn ấy, trung chuyển lớn ấy. Thì chị nghĩ là các em phải cẩn thận. Chị đã từng mất ví, chị đã từng mất điện thoại chỉ bằng cái việc là đi xe buýt thôi. Và chị đã cảm thấy rất rất là hoảng sợ về điều đấy. Nhưng mà suy cho cùng thì cuối cùng chị cũng đã bình tâm lại sau tất cả mọi chuyện để ngày hôm nay chị ngồi đây để chia sẻ với các em. Thật ra những cái đấy cũng là những cái để cho bản thân mình rút kinh nghiệm nhiều hơn thôi. Câu chuyện mà chị chia sẻ ngày hôm nay, chị muốn nói với các bạn là gì? Chị muốn nhắn nhủ tới các bạn là gì? Thứ nhất, nếu như các bạn đi xe buýt ở Hà Nội mà các bạn đã bị mất ví hoặc mất điện thoại, thì cái phần trăm mà các bạn có thể lấy lại được ví và điện thoại của mình là bằng 0%. Được không ạ? Tức là các bạn phải chấp nhận một điều, nếu như các bạn đã không may mắn bị móc mất, bị rơi mất, thì cái cơ hội mà các bạn nhận lại là 0%. Được không ạ? Nếu như mà cái hy hữu phần trăm mà nhận lại được thì nó chỉ là 0,00001% trong số đó thôi. Còn nếu như chúng ta đã xác định là chúng ta bị rơi và bị móc là sẽ không bao giờ có thể cái điện thoại đó quay trở về với chúng ta nữa. Cái thứ hai là nếu như mình không may mắn bị móc mất điện thoại, các bạn phải hết sức bình tĩnh. Bởi vì là đôi khi là mất một cái tài sản lớn, chị biết là bây giờ các em toàn dùng điện thoại xịn thôi, nên là đôi khi mất một cái số tài sản lớn là các bạn cũng sẽ cảm thấy rất là lo sợ. Nhưng mà hãy bình tĩnh lại, được không ạ? Hãy bình tĩnh lại để tìm cách tháo gỡ. Ok chưa? Rồi, và cái số 3, chị muốn nhắn nhủ tới các bạn là nếu bắt buộc trong trường hợp phải di chuyển bằng xe buýt, các bạn hãy hết sức cẩn thận, đặc biệt là ví tiền và đặc biệt là điện thoại. Chúng ta luôn luôn phải theo dõi, hoặc là thậm chí là khi đeo ba lô chúng ta hãy đeo lên trước và ôm lấy nó. Túi sách cũng hãy để lên trước và gọi là trong cái tư thế luôn luôn bảo vệ những cái thứ tốt nhất của mình, những cái thứ quý giá nhất của mình. Được không ạ? Như là điện thoại, như là ví tiền, những cái thứ quan trọng như vậy. Ok chưa nào? Và tốt nhất là không nên ngủ quên ở trên xe buýt, đặc biệt là những cái tuyến đông. Ví dụ như những cái tuyến mà đi trên dọc các cái trường thương mại, báo chí này, báo chí, sư phạm, quốc gia, ngoại ngữ là rất là đông, nên các em phải cực kỳ cẩn thận về điều đó. Được không nào? Và điều thứ năm, nếu như vô tình nhìn thấy kẻ gian mà có lấy cắp điện thoại hay lấy cắp ví thì hãy sẵn sàng báo cho người phụ xe, hoặc là có thể nhờ mọi người xung quanh lên tiếng để giúp đỡ cho bạn ấy. Bởi vì rất là có thể nếu như em không lên tiếng, nhưng mà hãy lên tiếng một cách khéo léo, được không ạ? Bởi vì nếu như mà em không lên tiếng thì có thể là cái tài sản của bạn ấy sẽ mất, và bạn ấy cũng sẽ rơi vào cái hoàn cảnh giống như mình. Được không ạ? Chị đã từng chứng kiến là khi mà chị đi xe buýt về Bắc Ninh thì có rất là nhiều người đã cùng với nhau lên tiếng để lấy lại điện thoại cho một bạn nữ. Và chị cảm thấy cái điều đó là một cái hành động rất là đẹp. Thì chúng ta có thể giúp đỡ nhau. Được không ạ? Bạn ấy đã khóc, rất là sợ hãi và đã khóc, nhưng mà cuối cùng thì cũng đã giành được cái chiếc điện thoại từ cái kẻ gian. Nhưng mà cái kẻ gian đó thì đã chạy mất. Thế nên là nếu như mà các em đang đi học đại học và bắt buộc di chuyển bằng xe buýt thì các bạn nên hết sức cẩn thận với những cái tài sản giá trị của mình, được không ạ? Và trong trường hợp là nếu như mà không may bị mất thì hãy bình tĩnh để chúng ta có thể xử lý vấn đề, vì đó là điều duy nhất mà chúng ta có thể làm. Tất nhiên là chúng ta vẫn luôn luôn tin tưởng vào cuộc đời, nhưng mà cuộc sống lên đại học thì có nhiều thứ, nhiều kinh nghiệm mà chúng ta cần phải chú ý lắm. Chị mong là video clip ngày hôm nay cũng đã giúp cho các bạn của chị có thêm một cái kinh nghiệm, để các bạn sẽ rút kinh nghiệm từ những cái câu chuyện của chị, từ bài học của chị, để chúng mình cẩn thận hơn, để chúng mình sẽ không gặp phải những cái vấn đề mà chúng ta khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi, khiến chúng ta cảm thấy lo lắng. Ok không nào? Và nếu như mà các bạn muốn là chị sẽ tiếp tục chia sẻ những cái câu chuyện nho nhỏ như thế này trong cái quá trình học đại học của chị để giúp cho các bạn có nhiều kinh nghiệm hơn, thì các em hãy nhanh chóng bình luận để lại comment về vấn đề mà các em băn khoăn ở dưới phần video clip này các bạn nhé. Chị sẽ cố gắng làm thật là nhiều những cái video clip bởi vì chị tin là nó hữu dụng cho các bạn, và chị cũng tin là nó sẽ mang tới những cái giá trị tốt đẹp cho các bạn, để các bạn sẽ tin tưởng một điều là những cái năm đại học của chúng ta
sẽ là những cái năm thanh xuân vô cùng tuyệt vời mà chúng ta cần phải trân trọng, và chúng ta sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để sẵn sàng ứng biến với những cái tình huống dù xấu dù tốt xảy ra trong những cái khoảng thời gian mà chúng ta đang học đại học các em nhé. Còn bây giờ thì mọi chuyện cũng đã tốt đẹp hơn rồi, và chị Hiên bây giờ thì cảm thấy lúc nào cũng yêu đời và cảm thấy lúc nào cũng phấn chấn. Chị mong là các bạn của chị cũng sẽ như thế, được không ạ? Sau tất cả mọi thứ thì suy cho cùng là những cái điều tốt đẹp sẽ, tức là ở hiền thì sẽ gặp lành thôi. Nên là các em hãy cố gắng lên nhá. Các em hãy tin tưởng vào cuộc đời, và chị mong là các bạn cũng sẽ luôn luôn có những cái nguồn năng lượng tích cực như vậy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong những phần video tiếp theo. Bye bye.